Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip mình quay bà con xem về cái dụng cụ mà chuẩn bị ghép cây gồm có kéo, dao ghép, bịch quấn ni lông. Thì qua clip này bà con xem về cách ghép sầu riêng của mình, hướng dẫn bà con nữa, con tham khảo về cái mô hình trồng cây sầu riêng, ghép sầu riêng. Đây là hai cây sầu riêng cách đây mình quay cho bà con xem là 3 tháng đó. 3 tháng về trước bà con có thể xem lại clip cách đây 3 tháng mình nói cho bà con tại sao bên mình trồng hai cây sầu riêng, một cây gốc ghép và một cây thực sinh. Thì cái vấn đề này á, thì nhiều bà con chúng ta rất là tò mò và phương pháp này hầu như là chưa có ai thực nghiệm luôn. Thì hôm nay cái clip này mình quay thực tế về phương pháp ghép sầu riêng này để cho bà con xem, bà con có thể có kinh nghiệm và trồng. Thì clip này nếu mà bà con áp dụng trồng á, thì mình bảo đảm hiệu quả nó rất là cao và rất là đạt năng suất để cho khả năng sinh trưởng của cây. Thì đây, đây là một cây gốc ghép và một cây thực sinh á, mình quay cho bà con xem á. Đó, hai cây rõ ràng đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cây gốc thực sinh ghép vào cây gốc ghép. Bà con cứ tham khảo, nhớ đăng ký kênh cho mình nha, để tạo động lực mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Đây, mình sẽ áp vào cho bà con xem rất là chi tiết và từ từ. Cái việc mà ghép này nói chung là đòi hỏi chúng ta phải có tay nghề rất là cao nha. Tay nghề rất là cao, vì một số bà con chúng ta ghép nó sẽ không sống. Vì cái cây sầu riêng nó đòi hỏi cái tay nghề chúng ta ghép là cao, nó không như cây bơ, không như cây chanh dây. Những cây bơ, những cây chanh dây chúng ta ghép thì nó rất là dễ, đơn giản hơn. Còn riêng cây sầu riêng á, thân là thân gốc nhớt nên chúng ta ghép vào có thể nó là không sống. Thì cái clip này mình quay rất là dài, ở cuối clip là những cái cây mình đã ghép sống thành công, để tránh tình trạng bà con chúng ta là phân vân một điều là ghép này nó có sống hay không và làm sao để tin là nó sống. Thì bà con cứ xem hết clip mình quay rất là chi tiết và cụ thể, sẽ hướng dẫn cho bà con chi tiết và cách ghép. Đây, đó là hai cái cành ghép á, mình sẽ áp vào mình soi coi được cái đoạn nào cắt đó, mình cắt ngay đó. Bắt đầu là mình vác hai bên nha bà con, chúng ta vác hai bên luôn, vác chiều nhỏ đó bà con xem này. Chiều vai với vác từ 2 đến 2,5 cm nha bà con. Chúng ta vét dài. Đường nói chung là có lưỡi gà hai bên. Thì cái khả năng sống nó rất là cao đó. Mình sẽ quay cụ thể bà con về cách mà vác hai bên. Đây mình sẽ vác rất từ từ cho bà con xem. Thì hầu như bà con chúng ta năm 2017 này sầu riêng nó dao động từ 60 đến 80 nghìn một ký. Thì nông dân Đắk Lắk chúng ta đổ xô trồng sầu riêng rất là nhiều. Vì thế nên cây sầu riêng có rất nhiều phương án để cho bà con chúng ta trồng trồng sao để cây nhanh phát triển và nhanh có hiệu quả. Thì clip này mình nói tại sao mình ghép hai cây. Thứ nhất, hai gốc nuôi một thân sinh trưởng rất phát triển rất là nhanh. Bà con nên nhớ là ngọn này là ngọn của cây gốc ghép, là ngọn của cây sầu riêng Thái đó. Đó, trẻ nha, bà con trẻ từ từ thôi, những cái này bà con cẩn thận làm nha. Chúng ta không nên vội vã. Chúng ta áp từ từ thôi nha, không nên áp vội vã, cũng như là áp mạnh nó sẽ bứt luôn cái mối chỗ ngay chỗ cái lưỡi gà chúng ta vừa vác ra nha. Thì cái này mình khuyên bà con á là lấy những dây bao bịp bóng mà tự hủy chúng ta quấn nha, quấn theo chiều mái nhà, quấn từ trên xuống dưới nha bà con. Chúng ta quấn thật chặt và thật kỹ nha, không cho nước vào nha. Thì sau thời gian tầm khoảng cỡ 15 đến 20 ngày đó, chúng ta kiểm tra thì chúng ta sẽ bảo đảm sẽ thấy cái vết cây nó sẽ liền và nó sống và sinh trưởng rất là khỏe. Thì cái này mình cũng áp dụng rất nhiều cây rồi, cây bơ, cây mãng cầu và tới đây là cây sầu riêng, vì cái kỹ thuật này nó đòi hỏi cái tay nghề chúng ta ghép rất là cao và cái khả năng thành công của nó hầu như là 80 đến 90% là sống. Thì bà con cứ để ý đi, mình sẽ quay cho tới cuối clip để bà con xem được cái quá trình ghép này nó có sống hay không, thì để bà con ta khỏi thắc mắc là ghép này là nó không sống như thế nào. Thì đó, ở cuối clip mình sẽ quay lại là những cây nó đã ghép thành công và sống sau 15 đến 20 ngày kiểm tra. Đó, đây là xong một cây rồi. Thì mình sẽ quay tiếp là cây thứ hai bà con xem. Đây là mô hình trồng sầu riêng xen cà phê đó. Thì cái mô hình này mình trồng cách đây khoảng cỡ gần 3 tháng rồi, lúc trước bà con có xem thì đó lâu rồi. Thì bà con có thể tìm lại cái clip đó để xem những cái cây sầu riêng ta trồng và những cây giờ nó ép vào. Thì tùy vào cái trường hợp á, mà chúng ta có những cách ghép riêng nha. Như gốc này á, thì chúng ta ghép áp. Mình sẽ quay cho bà con xem về cái phương áp ghép áp. Nói chung về ghép cây có rất nhiều phương pháp để ghép, nhưng cái phương pháp nào mà hiệu quả nhất á, để bà con ghép á, thì nó tùy thuộc vào hình thái của cây nữa. Nếu cây mập chúng ta ghép theo kiểu hình thái là lưỡi gà nó mập, chúng ta ghép kiểu đó. Thì như cây này á, mình sẽ quay cụ thể cho con ghép nè. Thì với clip này một lần nữa mình khuyên bà con á, thì đăng ký kênh đi để tạo động lực cho mình quay những video tiếp theo để cho các bạn con xem. Thì một cái lượt đăng ký của bà con thì nó sẽ là một cái niềm vui để cho mình khi ra những video tiếp theo. Thì bà con cứ nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video này để cho những bà con, những dân ta chưa trồng hoặc đang trồng á, thì họ có thể tham khảo được mô hình này trồng. Vì giống sầu riêng năm nay nói chung là giá thành nó rất là cao, nên nếu bà con không có tiền mua gốc ghép 1 năm 2 năm á, thì bà con có thể mua gốc nhớt và trồng cũng được. Nói chung là cũng có rất nhiều cái phương pháp mà để bà con trồng.
Thì cái phương pháp này thì phương pháp cũng là phương pháp hiệu quả, mình đưa ra cho bà con xem. Vì những cái gốc này mình đã trồng thực nghiệm nhiều rồi. Ví dụ như bình thường cây sầu riêng mà con trồng là 4 năm có bói, thì với cây này có thể là 3 năm ta có thu bói rồi. Thì tùy vào cách chăm sóc của ta. Thì với cái sầu riêng này á, nó lợi một cái để mình nói cho bà con biết rằng là hai gốc và nuôi một thân thì nó rất là khỏe và dinh dưỡng tập trung rất là cao. Thì clip này mình quay để bà con tham khảo thôi. Nếu bà con nào có dự định trồng á, thì có thể áp dụng phương pháp này. Còn tùy thuộc vào bà con thì đây là mô hình của mình trồng sen cà phê. Thì mình quay cho bà con xem để tham khảo. Thì qua clip này, một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả các video tiếp theo bên trái cây tôi mùa lắc. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Bà con nhớ theo dõi hết hết clip nha. Vì ở sau clip này mình sẽ quay bà con xem về cái mà ghép thành công và đã sống á, và kiểm tra từng gốc luôn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.